hay mũi tiên nó bơ sân chi dương nị dây tờ can cột hơi dương tao để thổi bàn để nhầm lượng hàng đào mình dương tao để thổi bàn cho bơ sân gì dương thơm bàn lấy nhầm trang sân cật quần đấy bơ sân gì dương thơm bàn tí dương chi dương thôi dương ná dương công nị dây cột lư buộc mến thị cho đó là phải để cột lư vậy để dương nị dây hái cột trăm mớ cột trăm mớ dương thà dương thơm bàn chân ạt bây giờ dương sơn gia tha ok ngày nít dương đừng miên ca lên ghé mùi nói sao nhưng phải đáp sao muốn còn ta chỉ đấy là phải để đào màu riết cho bạn miên lên game còn ta sao còn chập đầm xuống mà đòn chỉ pi đòn u u tới sắp đại dương phơi chân ăn bán nhưng pi dương vậy hay dương thua bán chân sao còn lấy sao đáp còn ta bờ lực tì mũi dương thua bán lực tì pi lực tì bay dương là để thua bán rồi co dương ai thà chỉ khó khăn mà đòn mà cao thế chân không biết còn ở đây thì còn ai thà còn ai lực lên bán chụp xúa dương chụp khnien sa chụp thay một đoạn tiết nơi không cam vị thí ca áp thì vật cụ mà đại vì sao bà đam muốn muốn cứ dương bàn chạy đông lệ ông pi cụ má đại miền ai dụ cầm bà mũi chấm cứ miền này thà nơi không cầm đặt cao bồng cụ má tội tại thay ní cứ dương nâng chụp nơi bờ thiên nặng bật thay mũi tiết cứ tiện tông từ nâng cầm đặt cụ má đại miền ai dụ chập pi bà mũi chấm lang tử cứ miền này thà chỉ cụ má rồi có sơ sanh sơ đại nơi không cầm đặt bạn thâm sơ xả chà chị tôi tới dân khơi thà ở vùng mặt đáy có đôi chim miệt đàm bị đá cướp rút cứ tay tay sờ lạnh cồn còn tại thà ca sờ lạnh rồi bỏ họ lục miệt đàm bị đá có đôi chim nhẹ nạp chị báo cứ đầm na ca này ca bập rất cứ khóc khóc nỉ phần tay dân khơi thà tôi bây chỉ khóc nỉ rằng nào cả đói có cô đau này ca bập rất bỏ phụ quát cứ sờ lạnh cồn thay nít cứ dân nâng mọi chuột chỉ mười nâng lục miệt mình nốt đây chỉ anh một thiên cây ca sạc xa thì cá này sẽ là cô global đầm bay chạy đầm lên âm pi bát thiên đầm bát mùi nỉ thay bắt tay lục mình thọp miên bột cả đảo ấy còn tái lục có thọp chịu bột đỏ lỏ sầm đạm miên đạm bị đá hai coi chia sơ sơ nửa sơ đỏ lỏ sầm đạm lục kêu nẹt kêu đài ca sơ sơ đầm bọt lục bị mồn máu cứ từ tụ bàn đặt phần lỏ chia bị sách cứ tiện tông từ năng còn lòng sinh nhà bát một chấm sơ tụ từ dẹp phúng cứ lục từ tụ bàn nỉ tê ấy trà dương cầm ai khát bê yếu dương chơi từ chụp còn tặng ngọc nỉ chà chà điểm số mà nó bạn thì điểm số nè kêu sốc sờ bài chi tiêu ổn bạn sốc sờ bài thông mật đa cho nè kêu vậy chà nè kêu sốc sờ bài chi thông mật đa mà nó chia sẻ đấy nhờ bà tam nè kêu đắng ổn cứ chia nè chấm nín khang này bà thầm sốc xa có đôi chia nụ bờ thiên cây ca sốc xa thì cả đài chẳng tới tháng ngày nít nè kêu miên sầm nụ khắc là trong chia điểm số từ ổn thả tớ ổn vô chẳng nã đài ông pi ca ọp rồng cốn có đôi chia sơ sanh sơ đôi ca prapra họ ông pơ hong sa chà họ sôm trời bạn này kêu địa tông nâng bờ thiên đã bọt được co sầm đồ mới nick kim sôm mà miền chia mà tệ dọ bó rư co chia cùng đất kha hay mình dân chiên cho tất cả bọt sai nơi sầm đồ ní kim sôm lợp vô pịa mũi để chia pịa còn lớn nơi khăn ông sầm đồ cứ pịa thà hong sa pịa thà hong sa ní bờ sân gì dân mơ từ lơ vay chân nan cầm robot sầm đánh từ sang cái chỗ nát bịa này cứ thả bịa chuyển điểm miền này thả cả biệt biến khnì được cả vừa cọ từ đầu khnì hai bờ sân dịch tam ca sực xa sáu triệu từ lơ ai cả xa để nhầm thợ bàn riến được gọi như thợ bàn xong cắt để tôn cơ ruột xong cái lòng máu riêng khi thả cả prapram bờ hàng xa nó cứ miền bảy thống cứ hàng xa từ lơ lơ cái hàng xa từ lơ lơ chất hay những hàng cá hàng xa từ lơ lơ phết hai tệ tông tận nâng cao bảo ẩm bơ hăng xa ní bảo tam dân ca sẵn kết rưu ca sẵn rao chìa máu dân khơi tha mà nốt tu tớ cứ quật tay tài đọc sẵn rao bảnh hà mình tha cho mùi cục má mình tha cho mùi mà nốt vầy bà hạ bà hạ lực nha rưu ca chạc chiên khả nha tế cứ quật tay tài bảo hăng xa hãy nâng dân giấy tệ tông tận nâng xa rưu ca cục má để miên dụ chạp bì bảo mùi đọc rằm đọc bì chân nằm vì nè cử bàn dân khả đâm chẳng tha cứ cục má để miên cầm rắt sắc xá, trâm bạ thom sắc xá. Tiết tô tận nâng cột ma nó không ngon ở dụ từ mùa đã đập pi chín năm đi. Thì tôi tới cứ quật miền ca lụt lùa này sợi riêng cho là cò. Chẳng tiết tô tận nâng à cáp kệ để giả bọc quật mùi chấm đuôn. Cứ miền ca chỉ cầm chong rồi có bắp bò đặt đo pleasure rồi bỏ mẹ đa bẹ đa rồi có lụt cù này cù để quật bằng riêng. Đôi chỉ ca lên trào ca lư muộn nó không thân ạ. Ca mình đáp bằng cướp. Chẳng hay thưa ao mình đa bệnh đa này là chuyện bá rồi co lục rùn này cứ rùn rồi co mình nô tu tơ nó không nông à mình than nó không nông sừng công cứ xa thế cứ quật
quật khấn hay quật bà hăng xa đôi chơi cà vi ấy cà sầm lót cà đại chơi tuần là cam ấy quật chô rồi cà ấy quật tự phơi nơi phơi nốt đại bạc quật đó sẽ được bọc quật hay dân cái lấy mơ tiết nốt đôi chì được không cru xa đấy đôi khi nhé chơi tôn từ nâng mẹ đa bé đa khác nó về để quật nôm cô bọc quật từ chuộc chúng mình được phe nè để miền mục mọt miền thanh nặng buồn buồn chẳng cất tay để mở riêng con quật nó ấy chơi cua xăm chơi lực đại sầm pe hay bà sinh chỉ con quật ắt phơi tam tế cú quật tay tại về nằm mặt đọp thì mấy quật thì mấy quật ai bây giờ ca sầm lót bây giờ ca bằng kho mấy quật chơi chơi lâu ở cả bậc kệ nhà từng ở nừng bây giờ bên này chai được bây giờ bị phe mưa tới từng ở nừng cứ chơi ca prapra hang sa người ta ca prapra hang sa nước Việt Nam bậc phe khó khăn gì hay chụp bộ ca đo sải bằng ha bậc mến bà sinh chỉ dừng tôi bị ca prapra hang sa vĩnh anh ấy dương tam ca sạc xa đấy, cứ tham bớt sân chỉ dương chọn đọt sai bằng hai chục mũi không biết ở miền bớt sân tập tiếp đôi mình miền ca và hàng xa tế dương tây miền hải phòng bạc lốt nó không ca để dương chục mũi không biết thực bật tài quật về khá quật đáp dương mình vốn bàn tay dương chi dương thường mấy dương prap quật để đá cho đòn đòn được bảy quật nước ai vốn bên này tham quật tàu ca ca thôi prap cho đòn đòn được quật ai đồ ban nữa quay để dương chọn prap như cái chọn bưu liên quật hay dựng đăng tiết tha bà sinh chỉ dựng prau thì xa hơn xa nữa ca từ tu phật cứ mình lươn đôi chỉ dựng ca prau hơn xa thì của ca prau hơn xa dễ bề khơi hay không biết đáp dường mình này thật cột khai cột đáp bàn tay cột khai cột ở bên dual hat phật này ca bàn dual bằng dương tế bàn tay cột khai đôi chỉ dựng vi cột chẳng nó bề cột phơi khâu dựng vi cột tới cột lên phơi bàn tay mình thật cột dual hat phật này dựng vi cột nó sao ấy thì đôi khi khi em tập một riêng không thay chứng anh ấy để sao quật thôi khó được quật mình tập bằng quật chứng cà phê prahang sáng cứ dương ăn miên thế cứ dương tay tại nơi nông cát hà hạt poly cứ dương cua tại thôi chứng dương mình ai tại thôi bẹp nốt tê và sau này dương cái lấy mơ từ lơ poly từ tuổi ba năm pi cả đó sang hàng sáng thì vĩnh cứ mê rồi dễ pel vén phần tai nó pe để anh nào quật tới bên những từ tuổi ba nơi cả rốn sở là thua, tôi chỉ vừa thua nó không cao rồi nào nước bớt sao chỉ không biết đã được tu ban hằng xả, cả đoạt sai bảy hạt đòi hằng xả, rồi hằng xả này vừa thua ấy không biết những cột vô đầm rạp tám, cột vô cầm rù tám, nó phải để cột đoạt sai bảy hạt nó không chịu phiền rồi nơi được cột vượt bằng cột bằng to, nó phải để cột thầm lớn, cứ cột nâng vô cầm rù hằng xả nó đoạt sai, đội dương thua đã cột đây, tại bởi dương đoạt sai ạ hằng xả, cột cái vô cầm rù ạ hằng xả nó tập ra chuẩn mùi nâng cồn cồn, sơ sơ nữa sao cột đôi chia bốc cột lực nó không này rồi nếu không còn một quả bọc quả thì như này chứng tiện tông đừng ở sầm núi nhưng sôm ở miền dục báo thì chỉ bỏ xài được phần năng cha cha là ngay con tram mà nốt trong phù hợp cả bỏ xài chứng nhưng khi tha tiện tông đừng ở vây để ôn bàn bỏ xài cái đôi chỉ chạy đồng lề đồng bánh mình nhé cứ khi tha sự cam mà phết chỉ tram cứ dùng từ đó xài đòi trả hết phần tại bờ sân chỉ tam này cứ đập bánh mình cứ khi tha bờ sân chỉ dùng trả hết phần cứ dương từ tu ban thoa dư chiêng ở ca prapram bờ hằng xa hay mùi tiết dương khinh thà bờ sân chỉ dương ca prapram bờ hằng xa dương khinh thà cụ má nâng bẩn to từ thàn à quất cứ vô hằng xa từ prà chẳng hạn nếu cứ trong su bẩn to tiết thà tai dương tới với dạng nè làm bay ở dương hà thà ọc cào bồng cô nâng á ai bị chi phật bị ca prapram bờ hằng xa rồi mới cái dương là ai thà bẩn đòi cất phơ tam để chết rồi cái này dương ắt phơ hằng ắt prà hằng xa cứ việc bẩn má sầm rạp ở manu tu từ chắc là xong ai bao nhiêu tuổi chạy làm lại em bị chậm lại nhỉ cha xong học quân bạn này các bạn học quân ở trong post sinh nuôi tivi ní tiệt tao từ nâng cao đo sải bánh hà đòi mình pra hưng xa ní cứ miền này tha mình miền dương mình đòi ở không biết những con phượt với tạt tam để chặt tì miền này tha dương mấy dương mình pra hưng xa còn tái dương pra vị này vị này nút và nơi khôn ông quay để nhận thuật bản sách giá cái hào tha cao ở trong vị này bài với chuẩn biên ai nó không có áp dụng vào này bởi vì chuẩn biên đi kịp chia riêng thôi chẳng ná chỉ hơi phát âm pi ca pra hưng sa từ lực không biết từ lực của máy được gọi từ lực sa sa nữa sa chụp po cả đo sai bài nhà bẹp đi cứ dương trời miền kia chụp bao lô đôi tình dây thà mặt nam mặt lớn mình thấy nó pe để dương đã bài nhà từ lực ở tại quật phứ chứng dương thì dây chẳng ná dương trời tại thua bẹp luôn bởi quật chăm sạp dương này bà sinh dị dương thì dị hơi dương mình phơi ta mà quay để dương thì dị tế ta mà đong pi đó còn đi sẽ đạp cha cha mà chúng nói tiền nó cứ tiện tôn thì nâng
ca đặt vị này đấy bàn tay dương mơ từ lơ ca bắt bạt bọc quật chun cá quật phơ mà đong chỉ bị đong quật phơ cá thì chấn bên hai dương phơ dương mơ là tập pháp bọc quật mà đong hái dương khi quật phơ mình ban hái dương chập đâm miên cái hào thang quật cái cam chụp là tập pháp bọc quật chấn dương chăm mơ tại đó lực thì mui lực thì pi lực thì bảy chấn bờ sân gì dương mơ tao lúa tại đó trong cái hai dương nơi tay mình miên nó sai tiết dương ai prai chỉ cá được nhưng chỉ kêu chấn nhưng trời ai tha bờ sân gì dương đạn làm hạt tại quật phơ ở chính được quật mình tập bằng quốc chấn dương trời prai chỉ vừa thi xa ai tha chỉ cá đạn cái cá tia rồi có cá ai quật xe mê riên rồi có ai quật phơ ấy mũi đã tiện tâu từ nâng trong này đằng bằng quật dương ăn prai vừa thi xa ai quật chô được nhầm gì bị thằng đầm chứ ai quật chô rồi có ai quật bay từ cầu rồi có mình ai quật vì gì đâu mình phe rồi có dương mình ao bơi chúng mình quật sao tới chỉ hằng xa hơi chúng ta dùng bao vị thi sa này tìm mối dân bên phò chậm nén trong tha quật ắt miền ở rầm tha ai cáo quật ắt miền sự việc thời chất ắt miền từ tua ắt quật hạ tha ca bắc quật lời riêng cái còn tại quật từ tua ban phò chậm nén mối cứ quật miền cái hào tha tiếp cọt đào bên này thay tụi bây giờ quật khóc còn tại quật vô khơi tha cứ rồi quật bụng mà đái miền cái hào tha nâu đẹp đó tiếp cọt đào hai mũi tiên lúc bà sân chìa dương thì dây tờ can cột hói dương tao để thuở bàn để nhầm lực hàng đầu mình dương tao để thuở bàn cho bà sân thì dương thuở một bàn lấy nhầm tròn sẵn cột thuở đấy bà sân thì dương thuở một bàn tí dương chìa dương thuở dương ná dương công thì dây ở cột lư buộc mến thì cho đó là bây để cột lư ở vây để dương thì dây hói cột trăm mớ cột trăm trăm mớ dương thả dương thuở bàn chân ọt tự tờ dương xoan ra tha ok ngày ní dương được mình ca lên ghé mùi tại sao nhưng bà sân bốn còn tới chuyện đấy là bây giờ đào mao riết cho bạn mình lên game còn tới sao còn chập đầm xuống mà đong chỉ pi đong yu tới sắp đại dương phơi chân ăn bán nhưng pi dương vậy hay dương thua bán chân sao còn lấy sản phẩm còn tới bờ lực tì mũi dương thua bán lực tì pi lực tì bay dương là để thua bán rồi có dương ai thà chỉ khó khăn mà đong mà cao thế chân mình còn ở đây thì còn ai thà còn ai lực lên bàn còn tới dương chi dương là mấy dương cắt bằng thoi ca thì vậy hay mình thua người ta bây giờ mình sẽ bắt luôn thế nhưng còn bị gì anh chứng lấy đi nhưng vì chỉ xa mũi đấy ta can lộ cầu có đôi chia mệt đa vậy đó bớt sân chỉ dân chia một nụ thống dân dây thà bây giờ được thiệp mình mấy dân chia một nụ thống bớt sân chỉ dân mình biết theo cho bắt luôn thế nhưng còn bị gì còn lư rồi ấy anh ấy chia ca chia tập quân từ lơ ca thôi được đạp tám nó về được có thông lang tới có cái hào thai nhưng khai chia một nụ còn lại còn tám chứ mình nói cái hào thai một nụ còn lại còn chứ để gì hỏi mình thừa chứng cái này bị chết ở tập quán chẳng sự cầm thang lục lối những cái lối đôi chia mà đào mà đào được cái này anh chị báo chia dâm thôi dừng máy dừng miên thiệp cho bác luôn cho mùi nước khmer họ chia dâm đó sai bằng há đòi mình phải hàng giá còn tại phải hết phó là mấy khmer nước dừa ha ở vậy lõ ở vậy cả học quân cái chào quân cha mà nó ở chấm bùa cả bỏ sai dùng khuyên thang bật chỉ miên ăn tầng này miên tên rồi ấy tiện tông tầng năng xa tầng ở đi nhưng khuyên tha bật chia buồn miên môi đỏ lõ xem rạp cao ở rung cốt nó không còn đặt bạn thòm sạc xa chẳng à và to tầng này hả nè cứ xong mà sớm nô tiền đi trong cao ấy nắng cứ chẳng vậy thà ở bộ mặt đây u thế ho thà nè cứ nắng chia mặt đây mà nè tới cho u thế ho thà dương trong đằng ông ti à tại chợ bạc côn dương á nè thà ta ở con miền tại chợ bạc nà vì rồi ấy chạy sát đánh bất thì đá có đôi chiếc côn gật đầu bàn này kêu ấy cái đó chúng cá quật nơi chùm môi nâng mặt đáy nơi chùm môi nâng kêu sáng quật miên chợ môi để dương mơ tức đôi thả mình lỏ thì sao thả mình lỏ còn đá về để quật chân được cá cứ miên kề miên ca cao từ xa bị hàng cai thả lỏ chẳng hạn á hay kha tiền nó nơi chùm môi bụng đáy cứ bụng bạc sống tốt lỏ còn đá về chân được cá ăn lỏ chẳng ai chùm nơi bệnh nâng ta dương tơ thôi chẳng mấy năm bây giờ đang ở pi côn chỉ biết xét đôi chìa nơi tiếc có đôi chìa nơi sờ là pe sạc xá hay là pe chui càng nhiệt tiệt chân tay chúng ta thôi những mấy đồng bay ở đằng hồng tiệt tại chợ cô đại ban và cặp chuyện nắng hay dương nghi sưu rộng đặt sái chui quạt ngọt này cha sâm ngọc côn ông bạn ngọc côn này cứ ở trong phố sầm nô trong cày mi đi chân à tiệt tông từ nắng tại chợ bạc cô những đằng hơi tha đồng bay từ tổ ban bồ đồng miên hồng pi tại chợ đặc bạc côn được có sa nó pe để quạt nơi sờ la những mấy hay nó pe để quạt nơi tiệt những mấy chân cái này nấy dương từ miền nơi vị thiên là ca mua chấm nún rồi còn dân đăng ký được biết là con ông ca xã hạ ca kia thật ta ở vùng mặt đai nó tiếc nó có trời thừa ấy hay nơi xả lá cù để cứu rồi còn cả nặng cặp cầu sả lán có trời thừa ấy
hay tiếp tục tới nưng ca áp rộng khmeing cứ rovieng phiek khi tương song khang có trơ đâng đối khnia đâm bay jeung aich cai prae nơ eya bot nơ sel thor nơ ca áp rộng panya smaradai របស់ quot ưng tiếp tục nưng cái này đâm bay jeung aich áp rộng khmeing muay khmei mneak đai quot đâm bay quot tu ban nơ chneh đâng có đối chi sel thor sel thor chiu thor tương ơn nưng jeung trơ đâng pi atta chrơ របស់ khmeing đai ơ chbas luah សំបីតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ត្រូវដឹងច្បាស់គណៈកម្មការសាលាក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ហើយឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ដែរយើងត្រូវចេះស្វែងយល់ថាតើក្មេងនឹងគាត់ចូលចិត្តអីគាត់ជាប្រភេទមនុស្សបែបណាគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីនៅពេលទំនេរហើយនៅក្នុងឋានៈនឹងគាត់មានអត្តចរិតបែបណាបើសិនជានៅក្រៅឋានៈឬក៏នៅផ្ទះនឹងគាត់មានអត្តចរិតបែបណាយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយដើម្បីដឹងឲ្យច្បាស់រវាងសាលាឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងគ្រូសាដូចជាមេដាបេដាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានការសហការគ្នាហើយការសហការគ្នានោះគឺគាត់ត្រូវផ្ដល់ជាព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏អិយ្យបត្រតើនៅពេលនៅសាលានឹងគាត់ក្មេងគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីចា៎គាត់ដែលបង្កចំនួនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិមិត្តរួមថ្នាក់ឬក៏គាត់ផ្ដល់ផលវិបាកឲ្យគ្រូពេលមករៀនឬអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតមានន័យថាយើងមិនលាក់ថាងក្មេងនឹងជួនកាលទឹកគាត់ធ្វើខុសហើយប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានប្រាប់ត្រង់ទៅណាជាបាទទេខ្លាចគាត់មិនសប្បាយចិត្តឬខ្លាចគាត់ខឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជាទូននីតិរបស់គ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងសាលាហើយតាក់ទងទៅនឹងមាតាបិតាឬក៏គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងក៏ត្រូវជម្រាបឬក៏ផ្ដល់ដំណឹងដល់ជាព័ត៌មានមកសាលាដូចនេះដែរថានៅពេលក្មេងនៅផ្ទះនឹងគាត់មានអរិយាប័ត្របែបណាគាត់មិនស្ដាប់គាត់មានអាកប្បកិរិយាឆ្កុំឆ្កងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់នឹងអត់មានសីលធម៌ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យអញហើយគាត់ចេះជេរចេះអីជាដើមនឹងគាត់ត្រូវ report មកសាលាឬក៏រាយការណ៍មកសាលាថាកូនរបស់គាត់នឹងមួយយប់នេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនឹងអត់សូវសមរម្យទេហើយការលេងរបស់គាត់នឹងក៏អត់សូវគេថាមានរបៀបដែរជួនកាលទៅគាត់បោកប្រាស់សម្ភារៈនៅក្នុងឋានៈចឹងទៅហើយគាត់អត់ស្ដាប់បង្គាប់ទេទៅផ្ទះវិញក្រៅតែពីធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬក៏ក្រៅតែពីការងាររៀនសូត្ររបស់គាត់គាត់អត់មានធ្វើអីទេជួនកាលគាត់ទៅលេងហ្គេមគាត់ទៅធ្វើអីដែរវាខុសអំពីការអប់រំរបស់យើងនៅសាលាអញ្ចឹងអានឹងគឺទាមទារការសហការខ្លាំងណាស់រវាងគ្រូសាស្ត្រហើយនិងសាលាហើយចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការទទួលស្គាល់មានន័យថារវាងសាលាហើយនឹងអ្នកអាណាព្យាបាលឬក៏មេដាបេដាគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលសាលារៀបការអំពីចំណុចខ្វះខាតឬកិច្ចការវិជ្ជាមានរបស់កូនទៅកាន់គ្រូសាស្ត្រទៅកាន់ឪពុកម្ដាយគាត់ត្រូវទទួលថាអូខេរាល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចេញពីការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់គ្រូគឺមិនមែនគាត់ទៅកុហកដើម្បីមូលបង្កាច់ក្មេងទេពួកយើងដឹងហើយថាក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំដូចគ្នាយើងចង់ឃើញក្មេងជាពិសេសគឺខ្មែរដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យគាត់ល្អចង់ឲ្យគាត់កែប្រយោជន៍ចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងទលំទលាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយបើសិនជាយើងមិនទុកចិត្តទេយើងអាចតាមដានទៅមើលឬក៏យើងអាចមកដល់មកសាលាផ្ទាល់យើងសង្កេតមើលគ្រូថាតើគ្រូបង្រៀនហ្នឹងក្មេងនៅពេលដែលគាត់រៀនក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគាត់មានអីយ៉ាងបាត់បង់មានអត់ចាចាហើយសាលាដូចគ្នាដែរបើសិនជាទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ជាការរៀបការពីអ្នកអាណាព្យាបាលមកថាក្មេងនៅផ្ទះហ្នឹងមិនមានអីយ៉ាងបាត់ល្អទេគាត់ខលណាស់គាត់អត់ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែហ៊ានទទួលហើយហ៊ានធ្វើការកែប្រែចាចាមានន័យថាគាត់មិនត្រូវបដិសេធនៅរាល់អ្វីដែលអ្នកម្ដាយឬក៏ឪពុកម្ដាយឬក៏គ្រូសាស្ត្រដែលគាត់ report មកនោះថាមិនមែននៅសាលាហ្នឹងគាត់អត់មែនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលទាំងអស់ទាំងសងខាងយើងមិនអាចបដិសេធទាំងស្រុងទេយើងត្រូវតែហើយទទួល skill ហើយយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតើក្មេងនឹងគាត់អញ្ចឹងមានអត់បាទហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់នឹងយកចំណេះដឹងដែលគាត់មានអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីការអប់រំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកអាណាព្យាបាលនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសម្រាប់ពេលអនាគតដែរហើយខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយទៀតឲ្យចោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូបានលើកពីខាងដើមមកថាខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលទទួលបាននីតិ A ហើយការទទួលបានមួយនេះក៏មិនមែនដោយសារតែខ្ញុំម្នាក់ដែរគឺសុទ្ធតែមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកមេដាបេដារបស់ខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ព្យាយាមគាត់ប្រឹងប្រែងជំរុញខ្ញុំឲ្យរៀនមានន័យថាគាត់ព្យាយាមលើកទឹកចិត្ត
ថានៅពេលដែលយើងរៀនទៅយើងនឹងទទួលបានផលអ្វីមួយនៅពេលអនាគតហើយបើសិនជាយើងគាត់ឃើញទៅទៅនឹងអកប្បកិរិយាឆ្កំឆ្កងហ្នឹងគាត់តែតែអប់រំដោយការនិយាយមានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវជាដើមអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងសំណួរមួយនេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាចាអរគុណច្រើនមែនយើងឃើញថាពិតជាមានអត្ថន័យមែនទែនអ្វីដែលបងអូនបានលើកមកអំបញ្ញមិញនេះណាហើយជាចុងក្រោយនេះគឺអ្នកគ្រូមានតែសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យបងអូនមានសុខភាពល្អហើយនឹងទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តនិងតាមដានស្ដាប់ចំពោះការចែករំលែកនេះនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះគឺជាចំណុចមូលដ្ឋានសម្រាប់យន្តការអនុវត្តបន្តដើម្បីឲ្យបុត្រធីតារបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍលឿនទាំងខាងផ្នែកអប់រំនិងការរស់នៅចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា